đây là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến được. Tại đây lưu giữ những bí ẩn về cuộc chiến tranh Việt Nam và là nơi yên nghỉ của nhiều câu chuyện cùng những số phận con người khi đi qua cỗ máy chiến tranh với những bi hùng lịch sử. Họ là anh hùng, nhưng họ cũng là những ẩn số. Với nỗi lo rằng những gì không được biết đến có thể mãi mãi bị lãng quên, chúng tôi đã dành 5 năm trời để thực hiện bộ phim về một con người từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng này. Cuộc đời ấy phong phú và đầy bí ẩn đến mức nhiều sách báo viết về ông chỉ như những ánh đèn flash đủ lóe sáng một vài khoảnh khắc. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng bộ phim này sẽ hé lộ thêm vài khoảnh khắc khác nữa của một con người sống cùng lúc hai cuộc đời. Cuộc đời nào cũng rất thật, rất người. Ông là tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ân. Từ những đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng vào tháng 2 năm 1965, miền Nam Việt Nam nhanh chóng bị tràn ngập bởi sự hiện diện của khoảng 700.000 lính viễn chinh Mỹ và đồng minh. Sài Gòn trở thành một đô thị phục vụ công nghệ chiến tranh và cũng là nơi quyết định những diễn tiến của cuộc chiến. Do vậy, mọi đầu mối thông tin đều quy tụ về đây. Năm 66, lúc đó tôi thiếu tá rồi đó, thì như vậy là ở trên mở tôi vô để sát với ông ẩn ở trong thành này. Nếu mà nói ra cái nghề tình báo mà nội thành là một cái nghề nghĩa là nguy hiểm, mà đi trong thành với một cái bộ đồ nghĩa là cũng như công chức, thầy giáo, khi thì thầy giáo, khi thì công chức, khi thì người bạn có ẩn chủ đồng điền gì đó, tùy theo từng lúc. Tôi là thường đi với ông ẩn trên cái chiếc xe rồi nôn cách. Thì ông ngồi ông lái xe bên đây thì tôi ngồi bên đây. Và thường thường con chó gạt xe nó ngồi sau. Chó gạt xe to lớn nó ngồi sau. Để ông xuống mở cửa xe thì chó phóng ra thì ông nắm dây da vậy đi. Thì thường là ra chỗ công ty năng tan, Zivran. Công ty năng tan, Zivran, trước nhà hát thành phố bây giờ đó. Thường là đi đó thì đang đi vậy, tụi Mỹ trên công ty năng tan nó kêu ấn, ấn. Thì nó kêu lên để đàm đạo nói chuyện. Bởi vì tụi chánh khách bên Mỹ mà nó qua là nó muốn cập nhật cái tình hình ở Sài Gòn. Thì không ai nó hỏi là ông ẩn. Mà trao đổi qua lại thì anh coi cái nào mà anh thấy đúng cái nhu cầu của mình thì anh lấy. Anh báo cáo chứ bây giờ nó biết mênh mông mà. Ông cũng khéo léo, ông khai thác tin tức theo cái sự chỉ đạo của từ phòng mà tôi nắm xuống đó. Muốn biết cái gì thì ông nhân đó ông hỏi luôn. Một cái ngành tình báo chiến lược là anh thu thập tin tức, tài liệu công khai cũng như bí mật trên những lĩnh vực quân sự, đúng rồi, chiến tranh thì có quân sự. Thứ hai là chính trị, tức là tất cả hoạt động chính trị âm mưu. Cái thứ ba là kinh tế, là mặc dù vì đối phương nó đánh mình mà. Cái thứ tư là kinh tế, cái thứ năm là xã hội. Thì năm cái đó anh phải quẹn vô trong thành một. Thì tụi nó tiết hội những gì trong mình. Thì tôi ngồi đó, ổng thì ổng ít chịu viết lắm. Nói nào nói nghe, ổng nói với tôi là anh theo ngồi nghe để anh về anh làm báo cáo. Chứ còn tôi thì tôi khai thác vậy thôi chứ tôi không có viết. Mà khi nó nói chuyện với anh là không bao giờ lộ. Chức phát là nhất định là không bao giờ lộ. Mỹ cũng vậy. Thành ra Mỹ nó lại nó cần tìm lắm tin tức. Vì cái tờ báo ông đâu có đăng được hết. Ông chỉ đăng viết một bài, hai bài. Nhiều lắm là tờ Time Magazine thì một tuần lễ một bài thôi. Còn cái hiểu biết của ông nó rộng thì ông đem ông xài chiếc khác. Ông dùng trong cái quan hệ. Ví dụ như cái nhà kinh doanh làm ăn. Họ không, ông rành quân sự. Họ muốn biết tình hình quân sự tới đâu, rằng họ kinh doanh làm ăn gì thì phải đòi hỏi tôi chứ, là tôi giúp cho họ. Còn cái nhà quân sự nó không biết chính trị, nó thấy lộn xộn, nó không biết là tình hình chính trị tới đâu thì nó hỏi tôi chứ, thì tôi phải giúp cho họ. Rồi những cái nhà chính trị không biết quân sự thì muốn hỏi tình hình quân sự thì tôi kể cho họ nghe, mình chân phương mình kể.
Rồi khi mà ông Ẩn á, ông viết một cái bài, viết cái bài nói không tốt cho cái chế độ này, mà đứng cùng tên với một cái nhà báo nữ của Mỹ trong cái cuốn Christian Science Monitor đó, nghĩa là khoa học cơ đốc giáo đó. Thì như vậy á, là đại sứ nó kêu ông Ẩn tới, tới tòa đại sứ, và nó rút hồ sơ ra dằn mặt. Mà bây giờ cái đối lập là nó cần dùng mình để mà viết nguyên bài báo chống và ủng hộ nó, đó là cái đó phải coi chừng. Anh viết tầm bậy bạ là anh chết. Time là tuần báo đầu tiên của Mỹ, ra đời năm 1923. Đây cũng là tờ báo có sáng kiến độc đáo, là khởi đầu một năm mới, một thập niên hay một thế kỷ mới. Chọn nhân vật nổi bật nhất và có ảnh hưởng quan trọng nhất để làm mốc thời gian. Phạm Xuân Ẩn là người Việt đầu tiên trong biên chế của tuần báo này từ năm 1965 cho đến năm 1976, khi nhân phòng báo Time ở Việt Nam đóng cửa. Là người vẽ bản đồ chiến sự trên báo Time, là phóng viên giỏi Phạm Xuân Ẩn được tin cậy đến mức tháng 4 năm 1975, Time tổ chức cho gia đình ông di tản trước khi Sài Gòn sụp đổ. Đổi lại, ông Ẩn có thể tự hào là chưa hề đưa một tin tức nào có hại cho uy tín của Thầy. Năm 1969, bác mất, nén nỗi đau để bằng phong cách khách quan của lối viết báo phương Tây. Ông viết cho Thầy những bài báo được đánh giá cao, có cả phỏng vấn dân chúng Sài Gòn và ảnh những lãnh tụ cộng sản là học trò chủ tịch Hồ Chí Minh.